hướng dẫn sử dụng Dolphin Anti, app hỗ trợ cài AirDrop, MMO, Ads. Hello anh em, hôm nay Eric sẽ giới thiệu cho mọi người về Dolphin Anti, một nền tảng hữu ích dành cho những người đang muốn cài nhiều tài khoản AirDrop, MMO hay là chạy quảng cáo. Đây là nền tảng quản lý đa tài khoản, giúp mọi người dễ dàng điều khiển nhiều profile ở trên các nền tảng mạng xã hội và tránh bị phát hiện. Hãy cùng mình khám phá chi tiết về Dolphin Anti trong video ngày hôm nay nhé. Dolphin Anti là một trình duyệt anti-detect đáng tin cậy, giúp quản lý nhiều tài khoản dễ dàng, an toàn và tránh bị phát hiện. Hiểu đơn giản hơn là việc mọi người cài AirDrop ở một dự án nào đó, thì thay vì cài một tài khoản như trước, thì khi sử dụng Dolphin Anti, chúng ta sẽ dễ dàng cài nhiều tài khoản ở các trình duyệt khác nhau, chạy trên nền tảng này để có cơ hội nâng cao phần thưởng nhận được từ AirDrop. Dolphin Anti có một tính năng độc đáo, giúp thay đổi dấu vân tay số của người dùng. Dấu vân tay là tập hợp dữ liệu ẩn danh về thiết bị và trình duyệt của mọi người, từ ngôn ngữ, múi giờ, đổ phân giải màn hình đến địa chỉ IP và nhiều thông số khác. Khi sử dụng trình duyệt này, người dùng có thể tạo dấu vân tay kỹ thuật số riêng biệt cho mỗi tab trình duyệt, giúp mỗi tài khoản có một dấu vân tay khác nhau hoàn toàn. Điều này đặc biệt hữu ích khi mọi người cần quản lý nhiều tài khoản cùng lúc trên một dịch vụ mà không lo bị phát hiện hay bị hệ thống chống gian lận chặn. Dolphin Anti cũng giúp bảo vệ người dùng trước các nguy cơ bị hack IP và lừa đảo, vì hệ thống này cho phép ẩn toàn bộ dữ liệu thực của người dùng khỏi những kẻ tấn công. Giao diện của trình duyệt thì cũng khá thân thiện và dễ sử dụng. Phần mềm cho phép tự động hóa nhiều thao tác như là thiết lập trạng thái, gắn thẻ, đánh dấu và tìm kiếm nhanh chóng. Vì vậy nó sẽ khá phù hợp cho những anh em chuyên cài AirDrop, làm MMO và chạy quảng cáo. Đội ngũ phát triển cũng thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dùng và có nhiều sự cải tiến để phần mềm ngày càng hoàn thiện hơn. Ví dụ như triển khai thêm các trình đồng bộ hóa hành động, trình tạo kịch bản, lịch sử thay đổi hồ sơ và nhiều tính năng khác. Ngoài ra thì Dolphin Anti cũng tương thích với nhiều loại proxy bao gồm SSH, SOC và HTTP. Tính năng proxy động cho phép người dùng dễ dàng cập nhật IP trực tiếp từ giao diện Dolphin Anti. Nó cũng cung cấp khả năng xuất và nhập cookie hàng loạt, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Khi sử dụng trình duyệt mô phỏng, hệ thống chống gian lận sẽ không nhìn thấy việc sao chép tên đăng nhập, mật khẩu của người dùng và mọi người có thể thực hiện các thao tác này nhanh chóng bằng phím tắt ở trên macOS và cả Windows hoặc thông qua menu. Với các chức năng đầy đủ như ở trên, Dolphin Anti phù hợp cho cả cá nhân và cả nhóm, giúp cho mọi người có thể quản lý và bảo vệ dữ liệu một cách hiệu quả. Ok, giới thiệu cho anh em một chút thông tin về dự án vậy thôi. Và bây giờ hãy cùng Eric sang phần tiếp theo để biết cách sử dụng Dolphin Anti nhé. Bây giờ Eric sẽ hướng dẫn tạo tài khoản Dolphin Anti. Đầu tiên thì mọi người hãy vào web Dolphin Anti. Link web thì mình có để sẵn ở bên dưới phần mô tả rồi, anh em có thể click vào đó để truy cập nhé. Đây là giao diện chính của trình duyệt. Hiện tại thì nó đang hiển thị tiếng Nga và nó có hỗ trợ thêm ngôn ngữ là tiếng Anh và Ukraine. Mình sẽ đổi lại tiếng Anh cho dễ thao tác. Đầu tiên chúng ta sẽ tải phần mềm xuống. Dolphin Anti đang được hỗ trợ cho Windows, Mac và Linux. Anh em sử dụng cái nào thì cứ download theo cái đó nhé. Tải xong rồi thì chúng ta sẽ đi tạo tài khoản. Bấm vào phần login ở đây, bấm I don't have an account. Chúng ta sẽ sử dụng email để đăng ký. Nhập email, nhập mật khẩu, điền tên Telegram vào. Ở mục cuối cùng thì chúng ta sẽ điền mã code. Mọi người có thể nhập mã code của Farm Trading mà mình để sẵn ở bên dưới phần mô tả để ủng hộ team Farm và nhận thêm các ưu đãi giảm giá của Dolphin Anti nhé. Nhập xong các thông tin thì mọi người hãy bấm vào tạo tài khoản. Một email kèm link kích hoạt tài khoản sẽ được gửi về email đăng ký. Mọi người hãy vào email để lấy link nhé. Xác nhận xong thì chúng ta sẽ làm thêm một bước để nâng cao bảo mật bằng Google Authenticator. Anh em nào đã có Google Authenticator thì có thể mở app lên rồi quét mã QR này để lấy code nhé. Còn ai chưa có thì có thể tải app này để thêm xác thực hai yếu tố hoặc có thể bấm vào later để thêm sau thì cũng được. Mình sẽ quét mã này và nhập code nhận được vào. Ấn Enable. Nó sẽ hiện lên 8 mã dự phòng. Để đề phòng trường hợp thiết bị xác thực của mình bị mất thì chúng ta có thể sử dụng cái mã dự phòng này để đăng nhập lại vào tài khoản. Và mỗi mã này có thể sử dụng một lần, nên anh em hãy lưu trữ nó ở nơi an toàn nhé. Mình sẽ lưu chúng vào Notes. Xong rồi, ấn vào Submit. Trả lời một số câu hỏi, mọi người cứ chọn theo nhu cầu sử dụng của mình là được. Vậy là xong, tạo tài khoản thành công. Tiếp theo mình sẽ mở Dolphin Anti vừa tải về lúc nãy lên, chờ nó cài đặt một chút. Ấn Finish. Ứng dụng sẽ được khởi động lên. Hãy đăng nhập tài khoản vào đây để tiếp tục sử dụng. Nhập mã xác thực ở trên app Google Authenticator. Mình đã đăng nhập được tài khoản. Hiện tại thì mình đang ở gói sử dụng miễn phí với 10 profile miễn phí. Ngoài gói này thì Dolphin Anti cũng hỗ trợ anh em thêm một số gói dịch vụ khác với nhiều tiện ích hơn.
Hãy cùng Eric xem phần tiếp theo để khám phá những gói dịch vụ của Dolphin Anti này nhé. Hiện tại thì Dolphin Anti đang có nhiều gói dịch vụ để anh em có thể lựa chọn và trải nghiệm theo nhu cầu của mình. Đầu tiên là gói miễn phí cho phép sử dụng 10 profile, giúp anh em trải nghiệm các tính năng cơ bản mà không tốn phí. Đối với những ai cần mở rộng khả năng sử dụng thì có thể tham khảo thêm các gói tín phí. Gói Base của nó có giá 89 đô trên một tháng, cho phép sử dụng 100 profile. Gói Team với mức 159 đô một tháng, cung cấp 300 profile. Và gói Enterprise giá 299 đô trên một tháng, hỗ trợ lên đến 20.000 profile và có khả năng mở rộng không giới hạn. Ngoài việc sử dụng được nhiều profile hơn thì gói dịch vụ trả phí cũng giúp anh em trải nghiệm thêm một số tính năng như là khôi phục hồ sơ đã xóa, mở rộng số lượng thành viên ở trong nhóm mà không giới hạn, phân phối quyền khác nhau cho từng người dùng, theo dõi tất cả hồ sơ của tất cả người dùng trong một cửa sổ và chia sẻ các tính năng như là cài đặt các tiện ích mở rộng cụ thể từ cửa hàng Chrome, chia sẻ kịch bản khi lưu trữ và proxy v.v. cho các thành viên ở trong nhóm. Với các gói dịch vụ trả phí thì Dolphin Anti hiện đang triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng, bao gồm giảm giá cho các gói đăng ký dài hạn. Cụ thể, giảm 20% cho gói 6 tháng và lên đến 40% cho gói 12 tháng. Ngoài ra, nếu anh em nào đăng ký bằng mã code của bên mình thì cũng sẽ được giảm 20% cho lần thanh toán đầu tiên. Vì vậy, khi tạo tài khoản thì hãy nhập mã code này của bên mình để nhận ưu đãi này nhé. Về hình thức thanh toán thì Dolphin Anti đang hỗ trợ một số hình thức như là stablecoin, card, e-wallet, crypto, v.v. Nếu mọi người quan tâm đến các gói dịch vụ tín phí thì có thể lựa chọn các hình thức này để thanh toán. Mỗi gói dịch vụ sẽ có những tính năng và số lượng profile riêng, nên anh em có thể cân nhắc lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc cho team của mình để tối ưu hiệu suất và trải nghiệm tốt nhất nhé. Bây giờ hãy sang phần cuối của video để khám phá cách sử dụng Dolphin Anti nhé. Đây là giao diện khi chúng ta mới đăng nhập vào Dolphin Anti. Nó sẽ chia thành các mục ở đây. Đầu tiên là Browser Profile, nó sẽ chứa các profile. Tiếp theo là phần Proxy, đây là nơi để chứa các proxy mà chúng ta thêm vào. Phần này thì không bắt buộc nhưng nếu có thì tài khoản mọi người sẽ an toàn hơn. Mục Scenarios, mục này thì dành cho các tài khoản trả phí. Bookmarks là nơi chúng ta lưu trữ các trang web, hình ảnh, v.v. Extension là nơi chứa các tiện ích mở rộng của Google Chrome mà chúng ta thêm vào, ví dụ như là các mục ví web 3. Mục User chứa thông tin các tài khoản. API hỗ trợ bạn tạo mã thông báo API. Automation này là phần người dùng sẽ kết hợp với DevTool để viết các mã code, setting để cài đặt tài khoản và phần feedback để tương tác với đội ngũ phát triển. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để tạo một profile nhé. Hãy mở phần Browser Profile ra, bấm vào dấu cộng ở đây để tạo một profile mới. Đặt tên trước, phần này thì anh em cứ đặt theo tên dễ nhớ, theo mục tiêu sử dụng là được. Ví dụ thì mình dùng để cài Aerob thì mình sẽ đặt là Aerob 1. Loại thì mình sẽ dùng để cài Aerob nên mình sẽ chọn mục là Crypto. Còn nếu mọi người sử dụng cho Facebook, Google hoặc TikTok thì có thể lựa chọn tương ứng. Tiếp theo phần Proxy thì nếu anh em có Proxy thì cứ thêm vào để dễ sử dụng. Còn nếu không có Proxy thì chọn mục No Proxy. Tiếp theo là ấn vào Create Profile để tạo. Nó sẽ hiện ra cái profile đầu tiên của mình ở đây. Mình sẽ tạo thêm một profile nữa để trải nghiệm luôn nhé. Đặt tên nó là Aerob 2 đi. Ok, mình sẽ mở hai profile này lên. Giao diện của nó cũng giống với Google Chrome bình thường thôi. Phần này thì nó sẽ hiện tên của mỗi profile. Bây giờ mình sẽ cài thử Aerob Practical Network nhé. Mình sẽ thao tác song song cả hai profile luôn. Bấm vào Join Now. Phần này sẽ yêu cầu sử dụng ví để đăng nhập. Mình sẽ sử dụng ví là MetaMask. Để sử dụng ví MetaMask trên profile mới này thì chúng ta cần thêm trình duyệt mở rộng vào. Thao tác cũng tương tự như anh em thực hiện ở bên Google Chrome bình thường thôi. Bấm tìm kiếm MetaMask và sau đó download về. Làm tương tự với profile thứ hai. Thêm xong rồi thì chúng ta sẽ đi tạo ví. Đồng ý với các điều khoản. Và tạo mật khẩu. Tạo xong rồi thì chúng ta sẽ đi lấy 12 cụm từ bí mật. Anh em nhớ lưu trữ các cụm từ này cẩn thận. Mất cụm từ này là sẽ mất luôn cả ví lẫn tài sản ở trong đó nhé. Xác nhận lại một số từ khóa. Mình đã tạo xong ví MetaMask ở hai profile rồi. Quay lại trang web Practical Network để đăng nhập vào.
nhập mã code. Tiếp theo chúng ta sẽ liên kết với các tài khoản, liên kết Twitter. Mình sẽ đăng nhập tài khoản Twitter vào. Cho phép ứng dụng truy cập, liên kết thành công profile thứ nhất. Profile thứ hai thì cũng liên kết tương tự thôi. Tiếp theo là các nhiệm vụ theo dõi Twitter của Particle Network. Còn cái Discord thì anh em cũng đăng nhập vào Discord rồi liên kết tương tự nhé. Sau khi hoàn thành xong các bước thì mình đã tạo được hai tài khoản để cài AirDrop Particle Network. Có nhiều nhiệm vụ để mọi người cài ở bên dưới này. Video này thì mình chỉ giới thiệu qua để anh em biết cách sử dụng Dolphin Anti thôi. Còn ai muốn cài kèo này thì hãy xem lại video hướng dẫn săn AirDrop Particle Network trên kênh của mình để biết thêm chi tiết nhé. Nhìn chung thì các thao tác sử dụng Dolphin Anti cũng dễ dàng thực hiện và giao diện thì cũng khá thân thiện với người dùng. Các tính năng của nó thì có thể hỗ trợ rất hiệu quả trong việc quản lý nhiều tài khoản một cách thuận tiện và an toàn. Vì vậy thì những anh em cài AirDrop, chạy quảng cáo hay là làm MMO có thể tham khảo và trải nghiệm các tính năng của Dolphin Anti nhé. Đây là toàn bộ thông tin về Dolphin Anti mà Farm Trading muốn chia sẻ cho các bạn. Lưu ý rằng các nhận định và thông tin được chia sẻ ở trong video này chỉ mang tính chất tham khảo và các bạn nên tự tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Nếu anh em nào quan tâm và muốn tìm hiểu kỹ hơn về dự án này, có thể vào trang web Dolphin Anti để biết thêm thông tin chi tiết hơn nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dự án thì có thể comment ở bên dưới để admin giải đáp cho các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể tham gia vào group trên Telegram để chúng ta cùng thảo luận thêm về dự án với các thông tin khác ở trong thị trường crypto. Đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ Farm Trading nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hy vọng video hữu ích với bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.